Làm bài 1 nào. Anh Ken. Close the look 1 ha. Trang 62 là sách ra. Số 1, take note. Ghi chú là từ nào. Cột B nào, A, B, C, D, E. Pháp. Ghi chú là từ nào. Write down some key information when listening to a talk, a lecture. Viết, viết một vài cái thông tin quan trọng nhá. Khi mà nghe một cái bài nói chuyện nào đó hoặc một bài giảng nào đó thì gọi là ghi chú, take note. Số 2, depend on, phụ thuộc vào. Nó bằng với câu D, nó bằng với rely on something, somebody. Lệ thuộc ai đó nhá. Dựa vào ai đó, dựa vào cái gì đó. Mẹ đang bận, từ từ. Câu số 3, memorize là ghi nhớ. Ghi nhớ là từ nào? Learn something carefully so that you can remember it exactly. Là học một cái gì đó cẩn thận để mà bạn có thể nhớ nó chính xác. Câu số 4, pursue. Pursue là theo đuổi. Bằng từ nào? Cố gắng gặt hái, đạt được một cái điều gì đó qua một khoảng thời gian, gọi là theo đuổi. Try to achieve something over a period of time. Replace, thay thế là bằng câu B, nối với câu B. Nha, take a position of something, somebody. Rồi, số bài số 2. Democratic, có tính dân chủ. Various là đa dạng. Family orient là hướng về gia đình. Personal, thuộc về cá nhân. Extended, mở rộng, câu số 1. Generation là thế hệ. Four generation là bốn thế hệ. Xé rồi hả? Là sẽ ra đây. Bốn thế hệ sống trong ngôi nhà của tôi. Hả? Rồi đọc lại nè. Rồi, câu số 1 mấy bạn. Bốn thế hệ sống trong ngôi nhà của tôi. Four generation live in my house. Rồi ông bà cố của tôi này. Cụ á, great grandparent là bây giờ grandparent là gì Pháp? Ông bà. Ông bà, không cần biết nội ngoại, nói chung là ông bà nói chung. Thêm chữ cờ rê đằng trước là to lớn đằng trước, gọi là to hơn ông bà là gì? To ông bà. To hơn ông bà gọi là ai? Bên trên ông bà gọi là gì? Ông cố. À, ông cố bà cố nhá. Thì một số nơi gọi là cụ. Rồi, my parents là bố mẹ tôi và tôi là bốn thế hệ sống trong một gia đình. Vậy gia đình tôi là một gia đình đa thế hệ, mở rộng đa thế hệ là extended family. Câu số 2 là bạn quen à? Trong cái nhóm của chúng ta thì mỗi người có cái quyền bình đẳng để nói và làm. Các bạn ghi cái, ghi chú cái từ equal right là quyền. Right là quyền, quyền bình đẳng đi vào. Quyền bình đẳng. Quyền bình đẳng. Bình đẳng. Để mà nói và làm, chúng tôi có một mối quan hệ. Relationship là mối quan hệ sao? Dân chủ. Mối quan hệ dân chủ. Democratic viết vô, được chưa? Phát viết chưa? Rồi, câu số 3, children in the past, trẻ em trong quá khứ chơi rất nhiều cái traditional outdoor game. Nhiều trò chơi dân gian ngoài trời như là trốn tìm, kéo co, bắn bi. Đó là những trò chơi bên ngoài đa dạng dành cho trẻ em. Đa dạng là variety, được chưa? Ken, biết chưa? Số 3 là variety, số 4? Số 4 là personal. Personal, dịch nào? I don't make public my telephone number, home address or birthday. Tôi không bao giờ mà công bố cái số điện thoại của tôi, địa chỉ nhà tôi hoặc là sinh nhật của tôi. Chúng là thông tin cá nhân, cá nhân. Personal là cá nhân, thông tin cá nhân. Personal information. Rồi, câu số 5. Anh ta gì? Anh ta rất là chi tiêu nhiều vào thời gian. Đâu? Value là giá trị á, động từ của chúng ta là anh ta đại loại là hướng về gia đình và dành rất nhiều thời gian với họ. Anh ta là một người hướng về gia đình, family orient. Family orient. Rồi sang bài B nào. Bài 3. Hầu hết các sự kiện ở hội chợ. Hầu hết các sự kiện ở hội chợ là sao? Là fair và gì? Và hướng về gia đình. Chúng được thiết kế hay là bình đẳng, các bạn công bằng á nha, và hướng về gia đình. Chúng được thiết kế dành cho gia đình bởi vì có chữ family nên các bạn phải chọn câu A thôi. Câu số 2, in the past là trong quá khứ thì sao? Các cô gái có ít cơ hội, little opportunity để mà theo đuổi cái mơ ước của cô ấy, đam mê của họ. Theo đuổi là từ nào Ken? A, B, C, D. Đọc là gì? Đọc là gì? Có tập trung không?
Pursue. Rồi câu số 3, high tech appliances là những cái thiết bị công nghệ cao sử dụng cho làm việc nhà đã thay thế cho những công cụ lỗi thời, old fashion, viết vào lỗi thời. Thu là công cụ nhá, công cụ lỗi thời. Công cụ lỗi thời thay thế là từ nào? Thay thế à? Thay thế là replay. Mà ghi chú những cái từ mới mà, nếu mà từ nào mình không biết. Old fashion là lỗi thời. Old fashion lỗi thời, tool là công cụ lỗi thời, thay thế là từ replay câu B. Nhà những thiết bị công nghệ cao sử dụng để làm việc nhà đã thay thế cho những công cụ lỗi thời. Câu số 4. Mối quan hệ giữa parent và children là bố mẹ và trẻ và con cái thì sao? Như thế nào? Hơn trong quá khứ. Dân chủ hơn trong quá khứ. Democratic. Rồi. Democratic. Viết vô democratic. Rồi tiếp. Câu số 5. Bảo vệ cái gì? Bảo quyền riêng tư cá nhân. Bây giờ personal là cá nhân rồi, bây giờ mình tìm cái quyền riêng tư, sự riêng tư. Nhá. À, câu D đấy. Câu D ghi vào, cá nhân, riêng tư. Riêng tư cá nhân. Trực tuyến bằng cách sử dụng những cái password độc đáo và khỏe, strong đó. Rồi số bài pronunciation đi con. Flow là flow, nghe máy đọc nha. Page 62. A closer look. 1. Pronunciation. Fl and fr. Fr. Activity 4. Okay. Cái này dễ phân biệt thôi. Listen and check the word you hear. Then listen again and repeat. 1. Now. Fruit. Fruit. 2. Flame. Fuzzy. Frame. 3. Free. Free. 4. Flight. Flight. 5. Fresh. Fresh. 6. Frog. Frog. Rồi, nghe lại này, sao nó đọc chữ nào vậy? And now, page 62, a closer look. 1. Pronunciation. Biết là câu 2 là frame, frame hay flame nha, nghe lại nhá. Activity 4. Flame nhỉ. Listen and tick the word you hear. Then listen again and repeat. 1. Fruit. Fruit. 2. Flame. Flame con câu B. 3. Free. Free. 4. Flight. Flight. 5. Fresh. 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 6. Frog. Frog. Rồi, 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 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 6A. Số 7 dưới. Hãy nghe và lặp lại những câu dưới đây. Tập trung vào từ người ta gạch chân. Vietnamese lifestyle, then and now. Page 62. A closer look. 1. Pronunciation. Fl and fr. Activity 5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the underlined words. 1. The photos of their fight for freedom are on the second floor. Ah, freedom. 2. Floor. Who suffers most from generational floor. Conflicts? Conflicts. Tập trung. 3. The man is reflecting on his frightening trip. Frightening. 4. How does the past influence his influence. Friends? 5. When I was small, I caught the flu frequently. Flu frequently. Dịch cho cô coi. Câu 1 là gì? Bức tranh trong bức tranh về cái cảnh gì? Chiến đấu cho tự do là ở trên tầng
2. Câu số 2, ai đã trải qua ai đã gì? Ai đã trải qua những cái mâu thuẫn thế hệ nhiều nhất, đúng không? Câu số 3, người đàn ông đang cái gì? Đang reflecting cho cái chuyến đi đáng sợ của anh ta. Câu số 4, trong quá khứ nó ảnh hưởng tới những người bạn của bạn như thế nào? Câu số 5, khi tôi còn nhỏ tôi bị bệnh cảm cúm rất thường xuyên, rồi sang bài A Closer Look To rất dễ nha.